Xin chào các bạn, mình là Tý. Hôm qua ba mới mua cho Tý quyển sách học vần này hay lắm nè. Ba nói bộ chữ tiếng Việt gồm có 29 chữ cái và 5 dấu thanh đó bạn. Nếu ráp các chữ cái lại với nhau thì sẽ được những từ có nghĩa. Ba nói học tiếng Việt dễ ợt hả? Tý với bạn cùng học các chữ cái tiếng Việt nha. Đầu tiên sẽ là chữ A và dấu sắc nè. A, các bạn hãy để ý xem, dấu sắc là một đường nằm nghiêng về phía bên phải rồi. Các em sẽ được học cách viết chữ A. Các em hãy theo dõi cách viết chữ A hoa như thế nào nhé. Còn đây là chữ A thường. Chữ A có trong các từ như cái ca, quả ca, cái áo, ngôi nhà. Nào, bây giờ các bạn hãy cùng Tý đếm xem có bao nhiêu chữ A trong các hình sau đây nha. Một nè, hai nè, ba nè, bốn nè, năm nè, sáu nè, bảy nè. À, có tất cả bảy chữ A đó bạn. Đồng dao, bà Còng đi chợ. Bà Còng đi chợ trời mưa. Cái tôm, cái tép đi đưa bà Còng. Đưa bà qua đoạn đường đông, đưa bà về tận ngõ trong nhà bà. Tiền bà trong túi rơi ra, tép tôm nhặt được, trả bà mua rau. Cá bơi. Tiếp theo mình sẽ học chữ thứ hai nha. Đứng thứ hai trong bảng chữ cái là chữ Á. Chữ Á khác với chữ A vì có thêm chiếc nón lật ngược xinh xinh trên đầu đó bạn. A, đúng rồi. Mình học thêm một dấu thanh nữa nha. Đó là dấu huyền. Bạn nhìn xem, dấu huyền sẽ viết ngược với dấu sắc mà mình đã học ở trước đó. Bây giờ dấu huyền là một đường nằm nghiêng về phía bên trái ha. Các em sẽ được học cách viết chữ Á. Các em hãy theo dõi chữ Á được viết như thế nào nhé. Nào, bây giờ chúng ta cùng xem chữ Á có trong các từ nào nha. Ngựa văn. Để cho các bạn dễ theo dõi, tụi mình cùng quy ước như thế này. Những chữ màu đỏ sẽ là những chữ đang học. Những chữ màu xanh là những chữ chưa học. Còn những chữ màu vàng là những chữ đã học rồi. Các bạn nhớ nha. Thăng lăng.
con rắn. Mặt trăng. Tí đố bạn, chữ nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi nè nha. Đó chính là chữ Á. Ta có được từ ngựa vằn bạn nha. Chữ Á luôn đó bạn, và đó là từ con rắn. Đồng dao nhớ: ăn một bát cơm nhớ người cày ruộng, ăn đĩa rau muống nhớ người đào ao, ăn một quả đào nhớ người vuông gốc, ăn một con ốc nhớ người đi mò, sen đò nhớ người chèo chống, nằm võng nhớ người mắc dây, đứng mát gốc cây nhớ người trồng trọt. Thợ lặn. Bây giờ đến chữ thứ ba nha. Và giống với chữ Á, chữ Ớ trên đầu cũng có một chiếc nón xinh xinh, nhưng nó lật úp xuống nè bạn. Ngộ quá ha. Các em sẽ được học cách viết chữ Ớ. Các em hãy nhìn xem chữ Ớ được viết như thế nào nhé. Nè, bây giờ mình cùng xem những từ có chữ Ớ nha bạn. Bồ câu. Quả dâu. Châu chấu. Chậu hoa. Và bây giờ bạn hãy nối những từ bên phải sao cho đúng với hình ảnh bên trái nha. Tí biết bạn sẽ làm được mà. Từ quả dâu sẽ nối với hình thứ nhất nè. Từ bồ câu sẽ nối với hình thứ hai nè. Và cuối cùng là từ chậu hoa chắc chắn sẽ được nối với hình thứ ba rồi. Dễ quá phải không các bạn? Đồng dao, ta bảo trâu này. Trâu ơi, ta bảo trâu này. Trâu ra ngoài ruộng, trâu cày với ta. Cái cày vốn nghiệp nông gia. Ta đây trâu đấy, ai mà quản công. Bao giờ cây lúa còn bông,
thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn. Thầy thuốc. Hôm nay mình sẽ học chữ cái kế tiếp nha bạn. Để tí nhớ xem, chữ cái kế tiếp sẽ là chữ bơ. Còn điều này nữa nè, mình sẽ được biết thêm một dấu thanh nữa nè, đó là dấu hỏi. Dấu hỏi dễ viết lắm, bạn cứ tưởng tượng mà xem, nhìn nó giống cái lỗ tai bên phải chưa kìa. Tiếp theo, các em hãy theo dõi cách viết chữ bờ hoa. Và chữ bờ thường nhé. Để tí giới thiệu với bạn những chữ có chữ bờ nha. Con bò. Quả bóng. Bông hoa. Con bướm. Ôi, có đến hai dấu chấm hỏi. Biết điền chữ nào vào đây bây giờ ta? Đó chính là chữ B và chữ A. Ta sẽ được từ bông hoa bạn nha. Điền chữ nào với bạn? Bạn nhớ là điền cả dấu thanh nữa đó nha. À, chữ điền vào là chữ bờ và dấu huyền đó bạn. Ta có từ con bò. Đồng dao, cái bóng đi chợ cầu canh. Cái bóng đi chợ cầu canh. Cái tôm đi trước, củ hành đi sau. Con cua lạch đạch theo hầu. Cá chày rơi xuống, vỡ đầu con cua. Bong bóng. Đứng sau chữ bờ là chữ cờ. Chữ cờ dễ nhớ lắm các bạn ơi. Nó cong cong giống cái móc câu nè, các bạn có thấy không? Các em hãy theo dõi cách viết chữ cờ hoa. Và đây sẽ là cách viết chữ cờ thương. Chữ cờ có trong các từ như con cáo, con cú, con cua. Cao cao. Mình sẽ trở lại trò chơi đếm chữ nữa nè.
tí đố bạn nha. Có tất cả mấy chữ cơ nè? Bạn cùng tí đếm xem nào. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 luôn nè. À, có 8 chữ cờ luôn đó bạn. Bài thơ Con cá vàng. Con cá vàng có hai mang, bơi dưới nước đố ai bơi được như con cá vàng. Bài thơ Con cá vàng. Con cá vàng có hai mang, bơi dưới nước đố ai bơi được như con cá vàng. Bắn cung. Và tiếp theo sẽ là chữ giờ nha bạn. Đây là cách viết chữ giờ hoa và chữ giờ thường. Trông có vẻ hơi khó viết một chút, nhưng các em hãy cố gắng viết thật chậm nhé. Dần dần sẽ đẹp thôi.